Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Một người chuyên bán những chiếc xe lằng nhằng khù khoằm giá rẻ cho các bác ơi. Hôm nay thì em lại về quê hương Đông Triều và để lấy được một chiếc xe Mercedes Form AMG rất là đẹp luôn. Một mẫu xe mà được rất nhiều người yêu thích. Và em này thì máy của nó là 1.8. Một chiếc xe với nhiều túi khí an toàn, 4 bánh phanh đĩa, la răng đẹp. Và đặc biệt là kiểu dáng của xe thì rất là thể thao và trẻ trung. Nhưng mà khi em nói với cái mức giá là chỉ có 225 triệu đồng thì phải nói là đảm bảo với các bác là nhiều người giật mình luôn, bảo sao nó lại rẻ vậy. Vâng, em mua rẻ bán rẻ thôi, có sao bán vậy. Và đây là một cái dòng xe chạy rất là ok. Một dòng xe mức tiêu thụ nhiên liệu ít nhất của cái dòng Mercedes, nghĩa là mức tiêu thụ khoảng tầm 7 lít cho đến 8 lít trên 100 cây. Một mẫu xe sedan đẹp, trẻ trung, ngồi hiện đại, option nhiều. Máy chắc chắn và độ bền của cái dòng máy này thì đã được rất nhiều năm tháng, nhiều người sử dụng và biết đến rồi. Kiểu dáng của xe thì không hề bị lỗi mốt tí nào. Bác mua về thì đi thoải mái và được dự với cái form như thế này. Các bác bỏ giá 225 triệu đồng, các bác cũng chỉ có thể mua được một chiếc Kia Morning của Hàn Quốc nhập khẩu đời 2012 thôi. Còn nếu mà số sàn thì cái tầm này các bác có thể mua được 18-19. Nhưng mà em đảm bảo với các bác về độ hot, về độ đẳng cấp thì chắc chắn là không thể qua mặt được chiếc xe này rồi. Đây là một chiếc xe với 4 cánh chỉnh điện đấy, màn hình rồi cảm biến được các thứ là của xe là còn rất là ok. Vô lăng tích hợp và túi khí an toàn của chiếc xe này là đến 6 cái túi khí. Dòng này thì chạy rất là bền lành đấy, xe thì cứng, sơn si tôn vỏ xe đồng đều. Các bác về yên tâm là chỉ việc đi thôi. Một cái mẫu xe của những người lắm tiền nhiều của tại thủ đô Hà Nội đấy. Và những cái dòng này thì các bác đi thì biết rồi, riêng mẹc đi nó sướng. Còn đồ nghe thay thế sửa chữa thì cái dòng này nó lại rất rẻ, đồ rẻ mà xe thì rất là ấn tượng luôn. Các bác mua những chiếc xe này thời điểm năm 2020-21 thì các bác sẽ phải bỏ ra tầm khoảng gần 400, hơn 400 triệu các bác mới có thể mua được chiếc xe này rồi. Mua mới của nó gần 1 tỷ. Thế nhưng mà thời điểm này thì các bác chỉ cần bỏ ra cái số tiền là 225 triệu đồng là các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe. Vâng, phải nói là một cái mức giá quá mềm luôn. Và đây là một chiếc xe Mercedes C200 bản Elantra, một cái bản tương đối là ok với option vân ốp gỗ cao cấp. Xe thì tránh mưa tránh nắng, giá rẻ, nó chỉ ngang bằng ngang một con Innova số sàn đời 2008, bằng đời luôn các bác ạ. Thế các bác bảo so sánh như vậy thì có rẻ không? Và so với Morning i10 thì chắc chắn là không có tuổi gì với cái giá đấy rồi. Và em bán giá rẻ vì là những cái dòng này thì bây giờ bên nhà em mua được rất là ok. Nên là các bác mua bán rẻ mà cái khấu hao không nhiều, các bác cứ đi thoải mái cho em. Cứ thoải mái nhưng cũng không phải lo đến chuyện là bị lỗ lãi nhiều. Đây là một cái dòng xe mà với cái quả logo Mercedes to vật vã luôn. Đấy, la răng mặt open này. Đấy, còn xịn sò và nhìn rất thích luôn nhá. Mặt ca lăng của xe thì không chê được câu nào rồi. Đấy, logo nổi, nhìn rất là phê. Và toàn bộ cabo này, các bác nhìn cabo à. Đấy, của nó còn led căng như thế này đây. Đèn thì theo thời gian thôi. Đấy, đèn thì này. Đấy, nhưng mà được cái là xe này là xe bản đủ. Đấy, có rửa đèn pha tự động. Và chất xe thì cũng là một chiếc xe tương đối là cứng. Các bác bỏ ra tầm tiền như thế này, nhưng mà các bác đi một vài năm, các bác bán đi, nói thật các bác là không lỗ. Một chiếc xe Mercedes nhiều người mua mới có thể lỗ đến 3-400 triệu một năm đấy ạ, năm đầu tiên. Thế nhưng với chiếc xe này các bác cứ đi thoải mái loanh quanh cũng chỉ âm mất khoảng 20-30 hết phim, không thể hơn được. Mà cái mức giá này là một cái mức giá mà nói các bác là quá rẻ rồi. Bản Elegant. Và xe thì đang sử dụng là la răng đa chấu, nếu mà tính chấu ra là khoảng 12 chấu, với phanh đĩa 4 bánh và cua lốp là chắc chắn các bác một điều là không có mục bọt. Đấy, xe thì còn ngon cứng luôn. Duy có điều là em này thì lốp nó hơi cũ một chút theo thời gian. Lốp này thì cũng là cái lốp mà dùng lâu rồi. Tầm khoảng bây giờ là còn khoảng 50% cái lốp này thôi. Lốp 225-45, la răng 17, 50%. Nhưng mà thế là ok cho một chiếc xe đẹp. Vâng, vậy là ok rồi. Về phần form, đấy, phần kính nhìn này, rất là đẹp luôn. Đấy, tránh này. Em mà gạt phát, úi giời các bác thấy không? Thời tiết mưa này, mình ngồi trong xe là sướng hơn người đi xe máy. Giá bằng hai con xe máy nhưng mà đi sướng hơn hẳn luôn. Đấy, cửa này thì chắc chắn, khóa khiển nhẹ nhàng. Đấy, đóng mở rất là ok. Và chị keo chỉ thì không cần phải nghĩ, riêng con này thì keo chỉ nó quá ok rồi. Bác chủ là một đại gia tại đất Đông Triều.
Và bác ấy cũng là một tay buôn lão luyện cho ngành hàng lương thực. Đấy, bác ấy đi chiếc xe này từ năm cũng lâu lâu rồi. Thế nhưng mà bây giờ bác ấy để lại cho em. Và bác ấy cũng là một người mua bán rất là ok, rất nhanh chóng. Đấy, đồng hồ hiển thị các thứ của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Và cái dòng này thì có túi khí an toàn. Đấy, phím tích hợp. Và đặc biệt là ghế này các bác nhìn này, nội thất ghế da này. Đấy, ghế da của xe đây. Cái ghế này là có túi khí nhá. Em này là có 6 túi khí, là gồm có 2 túi khí ở hai ghế hai bên này. Và 2 túi khí trước mặt với túi khí rèm. Đấy. Đấy, toàn bộ nội thất ghế da của xe thì vẫn còn đẹp và sạch sẽ. Nói chung là em này thì được cái là đi ít. Nội thất đi ít nên là nhìn nó rất là rõ ràng, nội thất dễ nhìn. Đấy, ưa nhìn luôn. Đấy, đèn đóm sạch sẽ đầy đủ và các cái phím này của nó là vẫn còn rất là nét và mới. Chứ là xe nếu mà xe chạy nhiều là không bao giờ được như thế này đâu ạ. Vâng. Cần số là đây là một chiếc xe số tự động các bác nhá, chứ không phải số sàn đâu. Giá quá rẻ luôn mà lại là số tự động. Điều hòa auto hai vùng riêng biệt. Đấy, đầu đài điều khiển hai bên và có màn hình. Đấy, có màn hình này. Màn hình chính ở đây. Và các bác có thể để ý cho em là những cái dòng như thế này thì chạy rất phê. Con này chạy mới được có 11 vạn rưỡi. Đây là một chiếc xe mà bác chủ bác ấy toàn để gara mà không đi mấy vì nhà bác ấy lắm xe lắm. Vâng, có mấy con cơ. Em phỉnh bác ấy bảo bán nhưng mà bác ấy không bán, nhưng mà bác ấy bán mỗi con này. Sàn nỉ này, đấy còn đẹp như này. Sàn này, các bác nhìn sàn này, đấy nó còn đẹp như này mà. Và ghế là ghế chỉnh điện nhá. Em này là ghế chỉnh điện chạy rất sướng luôn. Ghế chỉnh điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, bản lề của xe thì là bản lề gang đúc rồi. Đấy, nó rất là dày. Và cái độ chắc chắn êm, cách âm chống ồn của cái dòng xe Đức này thì nó đã được khẳng định qua rất nhiều năm tháng. Đấy, bản lề đây. Nói chung là xe này thì hợp form với những người gọi là thích gọi là sự sang chảnh và thích những cái gọi là mình hào hoa phong nhã. Các bác đi như này, nói thật các bác có thể tán được rất nhiều bác gái. À, xin lỗi các bác, rất nhiều em. Đấy, tán được thoải mái nhiều em luôn. Ghế da đằng sau các bác nhìn này, cực đẹp luôn nhá. Ghế là sạch sẽ và còn nguyên. Ghế này đều ghế zin. Đấy, có màn hình nhưng mà cái này nói thật các bác là màn hình này em cũng chả biết là có chạy được hay không. Thôi có thì mình cứ để nguyên thôi. Chứ còn cái màn hình này thì có cũng được, không có thì thôi. Cái này là màn người ta cài thêm. Đấy, cái bản này người ta cài thêm thôi. Ok. Đấy, toàn bộ tất cả các răng cao su chống ồn đều là răng cao su 2 lớp. Rồi, lỉ chống ồn 2 lớp. Nên là cái con này đi rất là êm. Cái độ cách ồn của nó cực kỳ tốt. Nên là chống ồn cực tốt. Đinh hàn thì không cần trình bày rồi. Riêng em này thì bên nhà em cũng đã kiểm tra qua. Ok, nói chung là không vấn đề gì. Đấy, toàn bộ dàn lốp Michelin mới tinh. Đấy, dàn lốp còn đẹp. Và cái lốp này thì dành cho những anh em nào thích gọi là xe êm, xe đầm, xe chắc. Đi con này rất rất êm luôn các bác nhá. Đèn hậu này các bác nhìn này, lét phía đằng sau nhìn rất là mượt mà và xịn sò. Hậu sau. Đấy, hậu hai bên này. Đấy, đèn hậu đây. Cái này này nó hơi cũ theo thời gian, anh em thông cảm nhá. Có sao bán vậy. Vâng. Cảm biến lùi phía đằng sau. Cảm biến rất rõ ràng và chính xác. Còn gầm đằng sau này, anh em nhìn này, gầm này. Đấy, gầm đây. Đấy, nó còn nét như thế này mà, gầm nó còn đẹp như thế này. Và đây là một chiếc xe dẫn động cầu sau bác nhá. Vâng, dẫn động cầu sau. Đấy, chất xe còn led căng. Đấy, dẫn động cầu sau cho các bác. Và các bác mà chạy những cái dòng như thế này nói các bác là quá êm luôn. Lành mà nó rất là ok. Đấy, lái chắc chắn, đinh hàn keo chỉ thì không cần phải nghi ngại. Đấy, có sao bán vậy các bác ạ. Thời điểm này là một cái thời điểm quá hợp lý cho một chiếc xe giá rẻ. Đấy, vách trong này, đấy, nó còn nguyên nỉ mà. Đấy, lót bên trong này, nó còn nguyên mang. Đấy, và sàn, đấy, lốp sơ cua, sàn phía dưới còn nguyên. Đấy, các bác thích một chiếc xe cứng thì có xe cứng cho các bác thích cho một chiếc xe chất cho các bác. Và giá thì em lại không bán bằng các cái giá gọi là giật mình như ở trên mạng khoảng tầm 28, 27, 28 đâu. Em bán chỉ có 225 triệu đồng cho chiếc xe này thôi. Một mẫu xe quá rẻ luôn với động cơ máy 1.8 chạy rất là lành và êm mượt. Đấy. Đấy, các bác nhìn này, cánh này, đấy, đồng sơn đều đẹp và không có va chạm tai nạn này. Đấy, các bác đi yên tâm. Lốp dép thì quá ok cho tầm giá rồi. La răng đúc rồi. Đấy, phanh đĩa 4 bánh này. Cua lốp lót lỉ chống ồn còn nguyên. Đấy, cua lốp nó còn nguyên này. Đấy. Và xe này thì nói chung là các bác về là các bác cứ yên tâm, chỉ có việc gọi là chạy thôi. Đấy. Hợp lý, hợp túi tiền. Đấy, keo chỉ này, cánh này. Đấy, các bác nhìn ra toàn bộ chỉ cánh. Đấy, lót phía sau, phía trước của xe.
nó còn led căng luôn, chạy rất là ổn định. Và cái dòng này thì gia đình đi là rất là hợp lý. Vâng, một gia đình đi là rất là hợp lý luôn. Đấy, 5 người ngồi rộng rãi, thoải mái. Và đặc biệt là cái dòng này đồ nghề thay thế sửa chữa cũng rất dễ dàng, không thiếu cái gì, cái gì cũng có. Đấy, và các bác để ý cho em là loa của chiếc xe này là hệ thống âm thanh loa Harman Kardon. Đấy, là cái âm thanh loa cao cấp chuyên dành cho dòng hạng sang. Đấy, các bác nào mà thích cái gọi là âm thanh, các bác nào mà thích gọi là sung sướng thì các bác cứ đầu tư em này về là đảm bảo các bác là không phải nghĩ ngợi gì luôn. Đấy, ghế mát lạnh luôn nhá, chỉnh điện này hoạt động bình thường. Và xe thì bên em đang bán giá rất là thơm. Đấy, sàn này, chỗ này bẩn tí thôi nhưng mà dưới này rất là sạch. Đấy, lót sàn bằng cao su, giấy tờ hồ sơ đầy đủ nhá các bác nhá. Đấy, tên tư nhân chính chủ, không phải tên công ty. Vâng, tên tư nhân. Đấy, không phải tên công ty. Đấy, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2025. À, nói chung là form này thì quá mê rồi. Vừa sướng, vừa êm, vừa lành, đẹp, trẻ trung. Và vận hành thì cực kỳ tốt. Đặc biệt là con này thì ga nó rất là khỏe, nên là các bác đi đường nó sẽ không bị ì yếu như những dòng Moling i10. Đương nhiên là mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 7 đến 8 lít cũng là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu tương đối là cao so với những chiếc xe Moling i10. Nhưng mà so với những chiếc xe cùng đời thì khẳng định với các bác là không bao giờ có. Đấy, máy nổ êm luôn nhá, máy rất rất êm luôn. Đấy các bác nghe không? Vâng, vô lăng lái thì dòng mẹc thì nó tương đối là nó chắc và nặng. Đấy, thế nhưng các bác để ý này. Đấy, khâu da vô lăng nó còn đẹp như này này. Đấy các bác nghe không? Vâng, khâu da vô lăng còn rất là mới và đẹp luôn. Đấy, đấy các bác ạ. Vâng. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hợp lý nhá. Rồi rồi, cái móc đây là cái móc mở cabo bằng đây này. Đấy, là giá nó rất là hợp lý luôn. Riêng chiếc xe này thì em đang bán mức giá là chỉ có 225 triệu đồng. Nên là các bác mà quan tâm thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn tại cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng, chuyên các cái dòng xe mẹc hạng sang giá rẻ. Đấy các bác nhìn này, động cơ máy của xe là 1.8 máy êm thin thít luôn nhá. 4 máy, máy khô ráo sạch sẽ, không hề có dầu mỡ hơi thừa. Và xe thì đấy, bác chủ bác cái giữ gìn nên là nhìn chất máy thì nó đã phê thế này rồi. Đấy, một chiếc xe đời 2007 đến bây giờ là được 14 năm, 15 năm. Đấy, 15 năm. Đấy, thế nhưng mà xe nó vẫn còn như mới tinh luôn. Các bác yên tâm là mua những cái dòng như thế này về là đi là quá ok. Đấy, không phải suy nghĩ gì cả. Đấy, về là chỉ có việc đổ xăng và chạy thôi. Và xe thì đấy, các bác nhìn chuẩn chỉ này đây. Cabo keo chỉ là ok. Và chất xe thì rất là yên tâm. Cho một chiếc xe với cái tầm tiền giá rẻ, bác nào mà yêu, bác nào mà thích và bác nào mà muốn nhích em này thì điện thoại ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869158926. Một mẫu xe Mercedes C200 máy 1.8 đời 2007, không niên hạn, xe thì còn ngon. Đấy, chất đẹp, kiểu dáng trẻ trung, dành cho thanh niên và dành cho những bác đào hoa phong nhã. Vừa mới về xong với cái mức giá chỉ có 225 triệu đồng. Anh em nào yêu, anh em nào thích thì mời các bác qua xem xe. Cảm ơn các bác nhá. Và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.